Thì cái vườn măng cục mùa này nó cũng cuối mùa các bạn ơi, nó hết rồi, không có còn hái nữa nha. Trên cây là không còn nữa, nhưng mà còn vài lác đác vài trái các bạn. Thì mình hôm nay mình sẽ mót nha, mình đi mót măng cục mình ăn nha. Wow, có một trái rụng rồi các bạn ơi. Kìa, còn mấy trái bên đó nữa kìa, mấy trái luôn kìa. Cái này là nó rụng, cuốn nó rụng các bạn, mình không có hái nha. Các bạn nhìn cái cuốn nó rụng đen rồi nè, nó rụng mấy ngày rồi đó. Giờ mình sẽ ăn coi nó có hư không các bạn. Kìa, còn nữa kìa, ở đây mình cũng lượm được nè bạn. Đây là cái cuốn nó cũng cũ rồi nè. Thì mình sẽ tập trung mình lượm hết rồi mình ăn luôn nha. Đây là cái trái này nó bị khô nha các bạn, khô rồi. Cái này là không ăn được nha. Cái này khô không ăn được, mình bỏ cái này đi. Còn cái này là ăn được nha các bạn. Thì mời các bạn cùng ăn măng cục với mình nha. À, đây mình thấy có một trái chín rồi các bạn ơi. Mình tạm thời để măng cục xuống đây nha. Đây nè các bạn ơi, cuối mùa có một trái nè. Đây nghe các bạn ơi, nó mới vừa điểm nè. 2-3 bữa nó chín nha các bạn. Thôi lỡ thấy hái luôn nha. Đây là măng cục mới điểm nha các bạn, cuối mùa nha, nó vẫn còn sót một vài trái. Đây nè các bạn ơi, ở đây mình thấy một trái chín luôn nè. Đây là măng cục chín nha các bạn. Nè mời các bạn nè, đây trái măng cục chín trên cây nha. Thì mình gỉ cái nhánh đó xuống mình hái cùng mời các bạn ăn nha. Ăn những trái chín mới và những trái chín rụng nha các bạn. Đây mình hái xuống các bạn xem, thì cuối mùa nó không có được to nữa các bạn. Mình vừa hái nè, nó trái nhỏ nhỏ là cuối cục chỉ là măng cục bi thôi. Vụ cuối mùa là coi như là bây giờ là nhà mình không còn hái nữa mà chỉ đi ra ngoài vườn lụm thôi, và đôi khi không có thời gian cũng không có lụm luôn nha các bạn. Thì mình sẽ ăn cái trái mà hồi nãy cái cũ nhất nè. Đây cái trái này cũng héo nè, nó rụng nha các bạn. Măng cục bi nha các bạn, rất là ngon nha. Nó cuối mùa rất là ngọt các bạn ơi. Mấy cái trái mà cuốn nó cũ cũ các bạn, không có hư nha, nó rụng mấy ngày. Trái này rụng chắc rụng đâu hôm qua nè, cuốn nó vàng. Quá ngon. Rất muốn là ủng quá. Cũ nè, rụng cũ nè, không hư nha các bạn. Chút nữa. Wow wow, trái này hơi to hơn nha các bạn, mà cái cuốn nó rụng rất là lâu rồi nè. Đó các bạn nhìn thấy không, cái cuốn nó rụng cũ đen rồi nè, mà rất là ngon, không có hư. Ngọt. Bây giờ mình tiếp tục mình đi qua mình hái mấy trái ổi ăn nha các bạn. Trong vườn mình thấy có mấy trái ổi chín nè, mấy con gạc nữa ra tới đây nó ăn ăn dung dế các bạn, dung dế mấy con trùng á. Thì đây là bầy gạc ra đây nó ăn nè các bạn. Là cây sầu riêng, sầu riêng này tơ mới trồng được hơn năm thôi các bạn. Kìa vườn ổi bên kia kìa các bạn thấy không, mấy cái mà bao cái bao bọc ni lông á, trắng trắng á, là vườn ổi. Mình sẽ qua bên đó nha. Ổi này không có, trái này không có, cái bịch nó bay các bạn ơi. Bay chắc chắn là sẽ có con sâu trong đây nè. Mình phải chùm lại mới ăn được nha các bạn. Thì mình ăn á, là nếu mình không có chùm là sẽ có con sâu nha các bạn nè. Thấy không? Ổi mà không chùm là có sâu nha các bạn. Như những cái trái chùm lại mới ăn được nha. Chẳng hạn như trái này ăn được nè các bạn. Đây chùm lại như vậy là nó không có bị dơ nha các bạn, không bị con gầy nha, không bị cái này là bảo đảm không có hư nha các bạn. Đây mời các bạn cả nhà cùng ăn ổi với mình nha. Đây mời các bạn cả nhà cùng ăn trái ổi này với mình nha. Thì trong lúc mình ăn dưới đất đó các bạn, có một trái này cũng ăn được luôn nè. Đây nha các bạn, thì chùm cái bọc như mới ăn được nè. Ngọt các bạn ơi. Do cái răng của mình không có bén á, nên mình cắm ổi nhìn không ngon nha các bạn. Mà ổi rất là giòn, rất là ngon luôn.
Ở đây không có một cái hạt nào luôn các bạn, ở không hạt. Tí nữa hai trái này mình chút nữa mình ăn xong mình vô mình thu hoạch luôn hai trái này nha các bạn. Mình thấy cũng vừa ăn rồi. Đứng đây. Mở cái bọc ra cho hấp dẫn. Các bạn ơi, ở vườn nè các bạn ơi. Vườn ổi. Đây nữa nè các bạn ơi, đây là vườn ổi nữa nha, hai trái chùm trong bọc rất là ngon luôn. Giờ mình cũng thu hoạch nó luôn nha. Wow, ổi hái vô chút nó thu hoạch, chút nó mình vô mình thu hoạch. Còn hôm nay thì mình trong vườn có những loại rau củ quả gì mình sẽ thu hoạch hết luôn nha các bạn. Đặc biệt hôm nay là mình sẽ làm những cái món ăn có tiêu đề là cơm nhà nghèo. Thì mời các bạn hãy tiếp tục xem video nha, để mình sẽ làm món cơm nhà nghèo cho các bạn cùng trải nghiệm với mình nha. Wow, hải sản rất là ngon luôn. Khoai mì, cây này lớn quá chắc nhiều củ quá, thu hoạch luôn. Nói gì thôi chứ cây bự quá nhỏ không nổi đâu, phải nhỏ cây nhỏ nhỏ thôi. Bự quá nhỏ không nổi chứ cây nhỏ nhỏ. Đây là cái khoai mì nhỏ thôi. Nó củ đem vô luôn. Wow, thấy có mấy cây mía các bạn ơi. Cây mía này loại mía vàng nè. Mía Beyond á các bạn ơi, ăn không được đâu, mình nhai mình ăn gãy răng mình luôn á. Mía này chỉ có quay nước mía hoặc làm đường thôi. Đây đây đây, cây mía này là cây mía đỏ các bạn ơi. Mía này là mới ăn được nha, mía này là để cho mình ăn nè. Giờ mình thu hoạch nó luôn nha. Tuy là không có cao nhưng mà thôi, nó bự bự thì cũng ăn được, ăn luôn. Để luôn. Vậy là mình đã thu hoạch được cây mía nha các bạn. Cây mía này nó mía đỏ nè, mình mới ăn được nha các bạn. Để luôn. Ôi dạ. Rất là ngon nha các bạn ơi. Mía này là mía đỏ, mình cũng không biết kia mía gì nữa. Cái là mía tím á, rất là ngon luôn. Giờ mình cũng ăn thử một miếng này. Nó rất là ngọt luôn các bạn ơi. Wow, cái lá mía nó cắt mình đau quá. Thì đối với ngọn mía nè các bạn, mình để tại chỗ đây nè, thì năm tới nó tự ra ấy, nó mọc nha các bạn, nó mọc tiếp cây mía khác nữa. Mỗi khi mà ăn mía là mình nhớ về tuổi thơ ngày xưa các bạn. Ngày xưa tuổi thơ á thì mình ăn mía mình cũng không có ăn nữa các bạn. Lúc đó nhà mình cũng khổ á, nên là con mía mà còn không có tiền mua ăn nữa, một cây có mấy ngàn thôi mà còn không có tiền mua nữa. Mà xưa mình ăn mía này các bạn, ăn mà nó thèm mà xước mà nó tét tới cái đầu lưỡi hết luôn. Cái tay mình hơi dơ các bạn, tại vì mình thu hoạch á, mình cầm dưới đây không sao, nó tét hết cái đầu lưỡi, ăn mía mà nó rát miệng luôn các bạn. Lâu quá rồi chừng mình không ăn lại các bạn. Hôm nay thì sẵn thu hoạch nhà mình có, mình ăn luôn nha. Cái vị mía nó rất là ngọt mềm các bạn ơi. Có bạn nào xưa tuổi thơ của mình á mà cũng từng đi hái mía chưa? Có những bữa mà đi hái mía mà vô vườn của ta các bạn, thì mình bẻ vài cây mình ăn luôn các bạn. Còn nhỏ thì tuổi thơ thì ai cũng vậy nha các bạn. Thì những người mà ở dưới quê mình á, nhiều có ăn mía. Còn các bạn mà lớn lên từ thành phố Sài Gòn á, thì mình đâu có biết cảnh mà vô vườn mía mà hái từ cây mà tim nó thập thỏm các bạn. Hái mà nhìn á, mình không có hái nhiều, mình hái một hai cây để mình thu hoạch một hai cây mình ăn thôi. Mình bẻ mía rồi. Rồi bây giờ lớn rồi, tự nhiên ở nhà có các bạn, nhiều lúc cũng không muốn ăn nữa, không có thời gian các bạn. Đôi khi cuộc sống á, thì nó đẩy đưa thì mình công việc của mình ồ ạt á, có những món ăn ngon, những thứ mà trở lời tuổi thơ á, mà mình không có thời gian ăn á. Thì hôm nay trong ngày hôm nay mình sẽ dành hết cái trong cái clip ngày hôm nay, thì tuổi thơ có những gì thì mình sẽ dồn vô ngày hôm nay các bạn. Nhà có gì thu hoạch, những gì mà liên quan tới thơ thì mình sẽ ăn hết nha các bạn.
Thì trong lúc mình đi vô nhà các bạn, đi ngang cái chòi cũ nè, có cái chòi cũ nè, chòi lá cũ có cái võng nằm nè, thì ở đây có con gà mái ác nó đẻ nè các bạn ơi. Gà ơi, cho tao xin vài trứng nha. Được rồi, 2, 4, 6, 8, 9 trứng. 9 trứng, con này có 9 trứng cũng hơi ít nha các bạn. Nó ấp rồi, nó ấp rồi. Thì để bên trong trong nhà còn một cái ổ khác nha các bạn. Mình vào mình xin ổ khác nha các bạn. Wow. Kế bên đây có cây nhãn nè. Nó cũng thơm rồi các bạn ơi, nghe thơm cũng nhiều rồi. Để mình vào mình xin một ít trứng gà rồi lát chúng mình ra mình thu hoạch nhãn luôn nha các bạn. À, đây là bầy gà con. Rồi có một bé gà. Có một bé gà nhỏ đang bị rút rồi các bạn ơi. Kiểu nó nhỏ hơn nó bị mấy con lớn ăn hiếp các bạn. Gà ơi, đây là một ổ gà khác nữa các bạn. Cho tao gà ơi. Cho xin vài trứng nha gà. Để mình coi ổ này bao nhiêu trứng nha các bạn. Đây là con gà mái ác nha các bạn. Mình xin ổ trứng này nha. Mình sẽ lấy ổ trứng này vô nha các bạn. Rồi, chút nữa mình sẽ để mình coi 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 trứng nha các bạn. Tổng cộng là có 14 cái trứng gà. Thì chút xíu nữa mình sẽ xin cái ổ này vào. Mình xử lý luôn nha các bạn. Thì hôm nay là tiêu đề là cơm nhà nghèo thì mình sẽ không có ăn thịt cá nha các bạn. Nhưng mà có đổi lại là mình sẽ dùng trứng gà là cũng như là bữa cơm là không có tốn tiền nha các bạn. Thì mình cũng lên được, mình thấy chùm nhãn mình xé cái bọc các bạn ơi. Đây. Chùm này nó cũng bự nha các bạn. Mà chùm này nó nhỏ hơn mà nó cũng chín rồi nè. Mình sẽ thu hoạch rồi, mà hôm nay mình sẽ thu lưu hoạch một ít nhãn để mình ăn nha các bạn. Thì bên đây cũng có một số nhãn chín mình mới vừa xé bọc các bạn ơi. Nè. Trên đây có một trái lẻ nè. Còn xa nè để mình ăn thử nha các bạn. Ăn chín này các bạn ơi. Khá thơm. Nhãn này còn khá là nhiều. Mình cũng bao lại nè các bạn. Mình dùng cái bao mình bao lại nè. Ở trên cái này không có bao được, cái này nó đen đen quá mình không bao luôn. Đây các bạn. Khá là nhiều nha. Một số dưới đất nó ở bên kia có nhánh nữa thì hôm nay mình cũng thu hoạch một ít thôi các bạn ơi. Hái nhiều quá không hết tại vì cái này là nó mới vừa chín tới thôi. Thì mình sẽ hái một số là để mình chủ yếu là mình vô mình ăn ngày hôm nay thôi. Rồi từ từ nó chín mình hái nữa nha các bạn. Thơm rồi. Đây là chùm nhãn nha các bạn. Đây. Mời các bạn cả nhà cùng ăn nhãn nha. Thì mình sẽ thu hoạch thêm vài chùm nữa. Thì mình thu hoạch nhãn được bao nhiêu đây các bạn ơi? Thì mình hái bao nhiêu đây là đủ ăn rồi nha. Hôm nay thì mình hái đây cũng khá nhiều rồi. Do có nhiều trái cây các bạn. Là có ổi nè, có nhãn nè, lát nữa có củ mì nướng nữa. Sau khi thu hoạch nhãn thì bây giờ tới thanh long nha các bạn ơi. Nè đây là thanh long nè, hôm nay là chín gộ rồi các bạn ơi, chín đen rồi nè. Nói lộn liệu nữa các bạn, tưởng nó măng cục có chín đỏ mà nó chín đen. Này mình sẽ thu hoạch luôn nha các bạn. Đây là quả thanh long nha các bạn ơi. Thanh long vườn chín tại nhà luôn, do mình không có dùng phân thuốc các bạn, nên là trái nó không được to giống ngoài chợ nha. Thì mình sẽ thu hoạch luôn trái này nè. Ở bên trên còn nữa các bạn ơi. Ở dưới đây cũng có một trái nữa nè, hái trái thấp này chứa đi. Thì mình thu hoạch luôn trái này nha. Có mấy con kiến nó đu nè. Ba trái, còn một trái trên cao các bạn ơi. Trên cao đây sao thu hoạch đây. Thì tạm thời mình để qua cái gỗ nhãn với lại ổi nãy mình thu hoạch nè các bạn. Với lại củ mì nè. Mình để tạm qua đây trước nha. Rồi mình thu hoạch tiếp trái trên kia.
Wow, nó bị đứt cái đuôi màu đỏ nha các bạn. Trái này nó cái chiều lông nó ít hơn các bạn ơi, nó đỏ đậm rất là đẹp luôn nè. Thì mình vừa hái một trái các bạn, nó rụng cái đít đó nên là mình cắt nó ra hơi sâu nha, rất là ngọt luôn. Thanh long này mình đã ăn nhiều lần các bạn ơi, thanh long ruột đỏ nhà mình trồng ở mình để chín, đặc biệt là mình để chín thì nó rất là ngọt luôn nha các bạn. Ngọt nha các bạn. Rồi, như là xong rồi đâu. Mình hái được nhiêu chôm chôm nha các bạn. Chúng mình lựa lá lại nha. Quá nhiều lá nè. Đây là dừa xiêm nha các bạn. Thì hái vài trái để vô cái mâm của mình, lát mình dùng luôn. Wow. Tím bao nhiêu? Ba trái nhiêu tiền con? 5.000. Ba trái 5.000 hả? Bây giờ khỏi trả tiền đi rồi lấy cà tím mình nấu cơm cho ăn luôn được không? Được. Vì ở đây ăn cơm nha. Ở đây ăn cơm với chú nha. Con bán chú 3 trái 5.000 đúng không? Dạ. Thì cô bé bán cà tím 3 trái 5.000 các bạn ơi, nhưng mà bây giờ là không lấy tiền nữa rồi, giờ ăn lại ăn cơm với mình luôn. Ở đây ăn cơm với chú nghe không? Dạ. Thì con lấy cà tím chắc cho chú đi. Lấy nữa đi con, còn hai trái nữa kìa, cầm hai tay luôn cho nhanh. Rồi chắc cà tím là niềm chú rồi, chờ chú nấu cơm cho ăn nghe. Dạ. Vừa mới sinh con gà mái á, chút nữa chú luộc cho con ăn nghe. Dạ. Thích không? Hồi nãy nồi cơm mình cũng nấu xong rồi. Bây giờ mình dùng cà tím để mình kho tiêu nha các bạn. Chú ơi, chú làm cái gì vậy? Chú kho tiêu cà tím cho con ăn nghe. Dạ. Chờ chú xíu chú nấu xong ăn nha. Rồi chờ chú xíu chú nấu củ mì xong ăn nha. Củ mì gác bếp. Mình chỉ cần gác lên bếp vậy là ăn thôi các bạn. Do nãy giờ mình nấu có rất là nhiều than cho nên là bây giờ là chỉ cần để lên chút xíu là nó chín thôi à. Thì sau khi mình chuẩn bị các món ăn xong, cái trời cũng bắt đầu mưa các bạn ơi. Chú ơi, chú muốn ăn cơm. Rồi, để chú lấy con ăn nha. Dạ. Thì đây, cái nồi cơm nha các bạn. Mình dỡ nắp nha. Cho con ăn cơm đi chú. Rồi, để chú lấy cho. Sáng giờ đi tới thì tôi làm mấy cái này cũng đói bụng lắm các bạn ơi. Con quạch trái cây rồi giờ làm cũng đói bụng đó. Giờ mình sẽ ăn cơm nha, mình để cái nồi cho mình thôi. Mình coi ăn đi. Thì đây là một số trái cây các bạn. Nồi sáng trong vườn mình chuẩn bị mình hái á. Thì có dừa nè, có nhãn nè, có chôm chôm nè, có thanh long nè. Rồi ổi nè. Thì củ mì thì đang nướng nha các bạn. Wow, ngon không con? Ngon. Bây giờ mời các bạn cùng ăn với hai chú cháu nha. Con ăn ngon không?
Rồi con gấp nè, ăn đi. Đây là cà tím kho tim nha các bạn. Cà tím kho tim. Đây. Mời các bạn ở nhà cùng ăn cơm với hai chú cháu nha. Đó, thấy ngon không? Múc lên con, múc vô chén, múc vô chén. Ngoài trời đang mưa. Hai chú cháu đang ăn cơm với lại cà tím kho tiêu. Rất ngon các bạn ơi. Thì món ăn này á, nó bắt nguồn từ những gia đình mà nghèo khổ nha các bạn. Hồi xưa á, khi mà người ta không có gì ăn các bạn, thì không có thịt cá ăn hết, thì chỉ có món cà tím là dễ trồng ở Việt Nam mình. Thì chúng ta lúc đó thì lấy cà tím có thể làm các món như là kho tiêu hay là nướng hoặc là chiên xào để tùy mình nhé các bạn. Và kho tiêu ăn rất là hấp dẫn, rất ngon nhé các bạn. Mời cả nhà nghe. Thì cái món cà tím kho tiêu này các bạn, thì ngoài người ta có thể dùng ăn chay được nha các bạn. Thì các cô chú anh chị nào mà mình ăn chay á, thì mình có thể dùng được cà tím kho tiêu nè, rất là ngon nha các bạn. Trời mưa ăn cơm rất là ngon mà. Ngon không? Thì đây á, hồi sáng mình lấy hỏi trứng đó các bạn, con gà nó đang ấp, cuối cùng nó cũng thành chú lộn rồi các bạn ơi, con lộn bị lộn con lộn rồi. Nhưng mà không lấy trứng đó là mình cuôi ra cho các bạn nha, nó mình cũng không lấy mà cuôi các bạn coi, nó lộn mà chứ nó không bể các bạn, và nó thành trứng gà lộn luôn các bạn ơi. À, còn cái mề nè. Này ăn rất là bổ, ngon các bạn. Nó lộn xộn luôn, nhà mình nuôi nó lộn xộn hết à. Bổ các bạn, ngon cả nhà. Ngon quá, ngon nữa không? Cái dừa nấu nha các bạn. Đây, cái dừa này thêm mình dừa mà nấu là mình nấu mình khoét luôn nha các bạn. Mấy chú em không bị. Rồi. Mời cả nhà nha, bây giờ cũng hút nguyên lộn rồi. Wow. Ăn cơm với lại cà tím kho tiêu, uống nước dừa, ăn trái cây. Trời thì đang mưa, đáng nghèo còn mắc eo đó các bạn ơi. Đang ăn cơm mà còn bị ăn cơm nghèo mà còn bị mắc mưa nữa. Đây là chôm chôm nè các bạn, chôm Thái nè. Mình uống nước dừa trong, ăn chôm chôm nó giảm độ ngọt lại các bạn. Dạ con. Cầm đấy. Mời cô chú anh chị ở nhà cùng ăn nhãn nha. Nhãn thu hoạch tại nhà, nhà vườn. Rất là ngọt không? Cô chú anh chị ngày xưa các bạn có bạn nào ăn hạt nhãn chưa? Ngày xưa khi mình còn nhỏ nhỏ á, mua nhãn về ăn còn cái hạt như này các bạn. Thế mình đem cái hạt này mình đem đi để qua một bên, xong cái mình rửa lại,
kiểu như ăn lại có ngậm vô miệng, nhưng mà để vệ sinh á thì mình rửa lại xong cái mình để lên bếp á các bạn, mình nấu hạt nhãn này chín để mình ăn á. Thì nãy giờ cũng đùa vui chút xíu thôi. Đây là con gái mình nha các bạn. Tại vì trong video hôm nay là con gái là đảm nhiệm là trong vai là cô gái bán cà nha. Cô bé bán cà tím, cà nâu. Thấy không? Nên là kêu ba bằng chú đúng không? Nên là nãy giờ kêu ba bằng chú đúng không? Thì nãy giờ bé nó đảm nhiệm là cô gái bán cà nha các bạn. Thì tại vì nhà mình này hôm nay không có cà tím, không có cà nâu, cho nên là hồi nãy có thằng xóm đi ngang rồi cũng vườn ở đây thôi, thì người ta đi ngang người ta bán nên là mình mua, xong rồi con gái đảm nhiệm là để mình có món cà tím để cà tím kho tiêu các bạn. Còn bây giờ quá hỏi anh bà, quá hỏi nãy mình thu hoạch hồi sáng. Đây mình gọt cho các bạn coi nè. Ở này không có cái hạt nào luôn nha các bạn. Mình bảo rảnh các bạn là không có hạt nào luôn. Ở đâu có hạt, cái nhà mình là không có hạt. Đây các bạn coi nè, ở hoàn toàn không có hạt nha. Rồi hỏi nó không? Nó vị giòn giòn, chua ngọt cũng vừa phải, rất là ngon. Đang mình mới vừa thu hoạch hồi nãy đó các bạn. Phèn phèn phèn, các bạn nhìn không, xanh lăng ruột đỏ nè, tại vườn nha. Rồi mình giới thiệu cả nhà của xanh lăng nha. Mì á, thì mình đang nướng trên bếp á, thì nhà mình á còn củ khoai từ nữa các bạn, có khoai từ nữa, củ bình tinh, thì để những dịp khác á thì mình khi mà clip khác mình sẽ làm những các bạn. Thì hôm nay mình chỉ ăn thanh long, với lại ăn chấm cho măng nhãn, miếng gà lộn, ổi. Thì hồi sáng mình có thu hoạch cây mía các bạn, nhưng mà giờ ăn thì nó cũng mất thời gian quá, cho nên là để hoàn quên hôm nào mai qua. Nãy giờ các bạn ơi, là củ mì cũng chín rồi nè. Mình sẽ ăn của mì luôn nha các bạn. Lên khói nghi ngút luôn các bạn ơi. Thì các bạn cùng ăn của mì nha, rất là thơm luôn. Thấy không? Thôi các bạn, thì củ mì nướng này nè thì cũng nói về cái tuổi thơ, quay về cái tuổi thơ thì ngày xưa thì cũng củ mì cũng nướng rất là thơm. Này là các bạn, cái phần này rất là thơm. Chút xíu nữa mình sẽ cho mấy con gà nó ăn nha. Ngoài trời ở ngoài cũng mưa các bạn, nhìn thấy đứng mấy con gà đứng gút gút mình thấy tội nghiệp đó, nên mình cho nó ăn cái phần củ mì nướng này các bạn. Cho ăn nữa là miếng nữa hả ba, cho con gà ăn miếng nha, tội nghiệp nó quá nha. Thì mình vừa bỏ ra cho mấy con gà nó ăn các bạn. Do trời mưa là mình không có bước ra nha. Mình cho mấy con gà nó ăn, mình chọi vậy là nó tự ăn các bạn.